Vận động viên Marathon Ba Lan đến từ Vatican hoàn tất cuộc hành trình đi từ quê hương của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Tin từ Vatican, vận động viên Marathon Ba Lan, ông Peter Kirillo đã đến Vatican vào hôm nay sau khi đã chạy từ quê hương của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II để đến kịp thời gian tham dự buổi lễ phong thánh của hai vị giáo hoàng vào ngày Chủ nhật. Ông Kirillo đã rời Augusto ở miền trung đông Ba Lan vào ngày 15 tháng 3 và đã chạy 2.000 km trong 40 ngày, chỉ dừng lại để ngủ trong chiếc container nhỏ mà ông kéo theo phía sau. Nói chuyện với Reuters khi ông dừng lại để chụp hình tại quảng trường Thánh Phaero, ông Kirillo nói rằng ông muốn chạy đến đây thay vì đi xe hơi để tham dự buổi lễ phong thánh bởi vì ông yêu quý Đức Giáo hoàng của mình. Tín đồ Công giáo 42 tuổi đã bắt đầu cuộc hành trình của mình từ ngôi làng nhỏ Suzinisna, nơi ông Karol Wojtyla thường đến ở trong những mùa nghỉ hè trước khi trở thành Đức Giáo hoàng. Chạy khoảng 80 km một ngày, ông Kirillo đã vượt qua Slovakia, Hungary, Áo và một vùng lớn lãnh thổ của Ý để đến Vatican kịp thời gian cho buổi lễ vào ngày 23-27 tháng 4. Ông Kirillo nói rằng ông luôn biết rằng Đức Giáo hoàng là một vị thánh, vì tất cả mọi thứ Ngài đã làm trong cuộc đời luôn luôn làm cho Ngài là một vị thánh. Hàng chục ngàn khách hành hương Ba Lan được dự kiến là sẽ đến tham dự lễ phong thánh vào Chủ nhật, nhưng hầu hết sẽ đến bằng các phương tiện giao thông bình thường hơn như là xe lửa.